cho các bạn giới thiệu cho thậm chí là máy đùn đất. Với bộ máy đùn đất này thì các bạn có thể đùn đất rất nhiều đất sét nha. Kích thước khoang nó là 27 phân, chiều sâu nó là 31 phân. Đấy, trong các bộ ở nhà này vùng và phẳng này đẩy ra là đùn ra này. Đấy, kích thước máy là từ tốc là cũng nhiều máy đun đất.